Âm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trước mắt quý vị và các bạn là một cặp loa Puller CS616. Cặp loa Puller CS616 mang trên mình cặp bát 30, một chung giấy và một tép. Cặp loa này có trở kháng là 6,3 ohm, công suất là 100W một thùng. Và hôm nay Âm Thanh Đức Hạnh đang ghép với chiếc âm ni 7070, Sansui 7070 và chiếc đầu CD Mazang 72. Mọi chi tiết về sản phẩm quý vị và các bạn hãy liên hệ với Âm Thanh Đức Hạnh theo số điện thoại 0948 403 966 hoặc 0989 723 148. Âm Thanh Đức Hạnh giao hàng toàn quốc. Địa chỉ của Âm Thanh Đức Hạnh: cổng chợ số 3, Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương. Và sau đây mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe cặp loa Puller CS616 còn rất đẹp.
âm rất ngọt ngào và sâu lắng. Vâng, âm thanh Đức Hạnh xin dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo.